Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ đại bi vì loài hữu tình mà tuyên nói chánh pháp. Này thiện hiện, đó là pháp hy hữu rất lạ mà các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có được. Lại nữa, thiện hiện bằng Phật nhãn thanh tịnh không chướng ngại. Ta quán hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, thế có đại Bồ Tát dùng bốn nhiếp sự thu nhiếp các hữu tình. Những gì là bốn? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Này thiện hiện, đại Bồ Tát đem việc bố thí thu nhiếp các hữu tình như thế nào? Đại Bồ Tát thu nhiếp các hữu tình bằng hai loại thí, một là tài thí, hai là pháp thí. Khi đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng tài thí thu nhiếp các hữu tình như thế nào? Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hay đem các thứ đồ ăn thức uống, áo mặc, phòng nhà, đồ nằm, xe cộ, đèn sáng, kỹ nhạc, hương hoa, kim ngân, chân bảo, những đồ trang nghiêm thì cho các hữu tình, hoặc đem vợ con trai gái lớn nhỏ, tôi tớ hầu hạ, voi ngựa, trâu dê và thuốc men thì cho các hữu tình, hoặc đem kho chứa, thành ấp, xóm làng và ngôi vua thì cho các hữu tình, hoặc đem tay chân, đầu mắt tủy não trên thân mình thì cho các hữu tình. Đại Bồ Tát này đem các thứ vật ấy đặt nơi ngã tư đường, rồi bước lên đài cao sướng lời như vậy: tất cả hữu tình, ai cần dùng chi, mặc ý đến lấy, chớ có nghi ngờ. Lấy những vật này như lấy đồ của mình, chớ tưởng của người khác. Cho đến tay chân, lòng đốt, đầu mắt tủy não của thân ta, các ngươi có tùy ý lấy, đối với các ngươi ta không chút nuối tiếc. Đại Bồ Tát này, thí cho các hữu tình những vật cần dùng rồi, lại khuyên họ quy y Phật Pháp Tăng Bảo, hoặc khuyên họ thọ trì năm giới cận sự, hoặc khuyên họ thọ trì tám giới cận trụ, hoặc khuyên thọ trì mười thiện nghiệp đạo, hoặc khuyên họ tu học bốn tịnh lự, hoặc khuyên họ tu học bốn vô lượng, hoặc khuyên họ tu học bốn định vô sắc, hoặc khuyên họ tu học sáu thứ tùy niệm, hoặc khuyên họ tu học quán bất tịnh, niệm hơi thở, hoặc khuyên họ tu học 10 loại thiện tưởng, hoặc khuyên họ tu học 37 pháp phần bồ đề, hoặc khuyên họ tu học 3 môn giải thoát, hoặc khuyên họ tu học 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoặc khuyên họ tu học 6 ba la mật đa, hoặc khuyên họ an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, hoặc khuyên họ an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc khuyên họ an trụ bốn thánh đế, hoặc khuyên họ tu học tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc khuyên họ tu học cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, hoặc khuyên họ tu học môn đà la ni, môn tam ma địa, hoặc khuyên họ tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc khuyên họ tu học mười lượt Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc khuyên họ tu học đại từ, đại bi, đại hỷ,